Rồi chúng ta sẽ nhận được cái concept như này, cộng với cả mặt bằng kết cấu như này. Khu này một tầng, khu này hai tầng theo trục. Thì bây giờ cần kết cấu đưa ra phương án. Thì ở đây thì để mà đưa ra cái giải pháp kết cấu thì đầu tiên các bạn phải cần những cái thông tin cụ thể. Ở đây là chủ tư có khảo sát địa chất không, một là khảo sát địa chất không, hai là công trình nằm ở cái khu vực nào, được chưa, nằm khu vực nào, vậy tổng mức đầu tư của cái dự án là bao nhiêu, vân vân. Thì chúng ta cũng thu thập các cái số liệu rồi cũng như là cái bản vẽ đi kèm mặt bằng, mặt cắt, phối cảnh. Thế thì cái biệt thự này nó cũng như cái nhà dân bình thường thôi, chỉ có cái các bạn để ý chỗ này nó có cái vượt nhịp khá lớn này, từ đây đây là 4m này, 4m, còn sơn 4m. Còn lại cái giải pháp móng ở đây thì sau khi mà các bạn đã có cái sơ bộ kích thước cột dầm sàn đúng không, kích thước cột dầm sàn làm sao để mà nó phải đạt được cái thẩm mỹ của kiến trúc. Mình lấy ví dụ như là cái chiều cao của tầng 1 nó là 3m, đâu đó 3m6 đi này, 3m6 đi nhá, tầng 2 3m3 chẳng hạn, 3m6 tầng 1. Thế thì bây giờ người ta tính làm sao để 3m6 mà làm sao mà người ta trần, người ta muốn cao 3m. Ống áng đây có ống cấp nước, thoát nước, điều hòa, thì làm sao mà nó phải còn 3m, trần đóng thể cao xong còn 3m, cộng với ống 200 là 3m2, 3m2, 3m6 trừ đi 3m2 là bây giờ chúng ta còn có 400, 3m6 trừ 3m2 là 400, thì 400 trong đó mình sẽ phải làm sao cũng làm cái phương án kết cấu sao mà dầm nó cao khoảng 400, đó là một. Thì ở đây cái mặt bằng của nó, cái nhịp, có những cái nhịp nó hơn 6m, đây 6m này, 6m được chưa? Thì bạn phải kiểm tra làm sao 6m, 5m rưỡi, 6m như 5m rưỡi, 6m như 5m rưỡi, 6m mà các bạn sơ bộ tiết diện dầm ở đây là 6m mà chia cho 12, L trên 12 thì nó đâu đó nó phải khoảng 500. Thì thực ra tính toán thì mình vẫn có thể mình kiểm tra là làm sao nó đạt, vẫn đạt được 400 thì 450 đúng không? 400 thì một là dầm bẹt, hai là mình có thể là sơ bộ, sau đó mình tính toán thử xem nó có đạt không, rồi mình điều chỉnh làm sao để vừa đáp ứng kiến trúc mà vẫn đạt kết cấu và tiết kiệm cho chủ tư. Thì từ cái mặt bằng, kết cấu và cột nó đã đạt được, fix được cái kiến trúc, không bị ảnh hưởng kiến trúc đúng không, cột giấu trong tường vân vân, và dầm đạt được các cái kỹ thuật như là ống áng, thẩm mỹ, chiều cao, thì mình có thể tính toán ra cái phần tải trọng chân cột. Thì các bạn có thể đưa ra các cái giải pháp móng ở đây, đây là móng cọc, móng băng, móng đơn. Thì như hôm trước anh Lâm mình đang vẽ móng đơn đúng không? Thì ngoài ra ở đây ví dụ, trong cái ví dụ này mình sẽ dẫn tiếp theo các bạn cái phần thể hiện móng băng ở đây. Đó. Và thể hiện và đưa ra cái giải pháp cho cái khu vực này. Còn sơn. Rồi mình đã xem qua cái mô hình đây thì nó đang làm dầm 400 thì ok, cũng có thể là ok rồi. Đó, cái khu vực này thì các bạn phải xem xét lại một tí ở đây. Thì đây các bạn thấy cái phần đua ra đây là 4m này, thì như này chỉ chắc chắn là chưa ổn rồi. Các bạn thấy con số 4m này cảm thấy ok không? 4m nha, 4m là nó phải ngang cái phòng này, bên kia phải tầm 4m đúng không? Thế thì với cái kiểu dạng con sơn này mình có mấy cái hướng để xử lý. Rồi đây mình có một cái ví dụ như này. Đây các bạn thấy nha, từ đây ra đây nó cũng phải cỡ khoảng tầm 4-5m, 4-5m đúng không? Đó thì một là có thể là các bạn làm cái hệ cột treo lên này, nhất cột treo lên trên này. Hướng thứ hai là giằng chéo vào trong này. Đây, nhìn cái kiến trúc này. Thì nó tương tự như mình, nó có cái ô tô lùi vào đây đúng không? Ô tô lùi vào đây. Đó. Chẳng qua là đây nó con sơn hai bên, đây con sơn một bên. Đó, thì các bạn có thể làm cái hướng như này. Đây.
Một là làm cái răng kéo trong này. Cái cột ở đây thì kiến trúc của họ cũng có thể làm được cái cột treo lên nếu cần. Đấy. Kiến trúc ở đây thì cũng không ảnh hưởng đâu. Ngoài ra thì ở đây các bạn thấy cái tầng 1 đây nó là tường 220. Tường 220 thì hoàn toàn các bạn có thể làm một cái hệ cột ở đây, làm một cái cột ở đây. Làm một cái điểm cột đây này, đây. Cột này đây. Để chúng ta làm thêm con sơn ra. Ngoài ra thì các bạn làm cái giằng chéo ở đây. Thì với cái sàn 4 mét như này thì khi các bạn có các cái hệ dầm này chia nhỏ ô sàn ra thì cái độ võng của nó sẽ giảm đi. Tức là bạn tính toán theo trạng thái dự án thứ hai ở đây. Thì khi có các hệ dầm, có các cái hệ dầm nó đan như này và các bạn có cái hệ giằng chéo lên như này thì cái độ võng nó sẽ giảm. Và thứ ba nữa là cái sàn ở đây, đấy là dầm, một sàn. Sàn ở đây, với ô sàn này các bạn cũng phải tăng cái độ dày sàn lên. Thì đầu tiên mình phải làm theo cái, tức là mình sơ bộ theo cái kinh nghiệm và theo những cái tính toán của các công trình mình từng làm hả. Sau đó mình cũng từ cái sơ bộ đấy mình chạy tính toán là mình sẽ có cái kết luận để mình có mình đưa ra cái giải pháp tốt nhất. Thì với cái sàn này, ô sàn 4 mét như này ấy, thì tối thiểu ở đây cũng các bạn 120, 150. 120 thì các bạn có thể 120, sau đó các bạn kiểm tra nếu mà ok, đạt ok thì mình xử lý thôi, đúng không? Rồi thì đấy là trao đổi về cái cấu cục này, đúng không? Những chỗ khác không có gì đâu thì mình sẽ xử lý chỗ này cho các bạn xem nhé. Đây các bạn vào beam này cho mình này. Thì ngoài vẽ trên mặt bằng ấy, cái beam này nó có một cái tính năng là vẽ trong 3D. Vẽ trong 3D. Ở đây mình sẽ đắp lý kết lên này. Mình để đây là dầm 600 này. Chỉnh đây 600 này. Ok. Các bạn xét cho mình mặt phẳng làm việc này. Pick up plan này. Đấy, ví dụ mình chọn đây nhá. Sâu lên này. Đó, chưa. Beam này. 20600. Các bạn click vào đây, 3D slapping, 3 điểm 3D. Thì với cái dầm chéo này mình chỉ làm dầm 220 400 thôi. Đó. Các bạn vào mặt right này. Đâu rồi nhỉ? Đây không? Đây các bạn bắt cho mình cái điểm này và mặt dry ấy, thì nó sẽ không bắt điểm được, thì các bạn quay ra cho mình như này, nó sẽ hơi khó đấy. Các bạn quay ra như này cho mình, các bạn bắt điểm đây, bắt vào cái điểm đây, nó có điểm giao giữa các cái nút dầm này, bắt đây, sau đó các bạn bắt lên điểm cột này cho mình. Các bạn nhìn thấy cái điểm đỉnh cột không, cái chuột đó, thì các bạn sẽ được cái dầm như này. Các bạn modify kết thúc lệnh này. Mình hướng dẫn các bạn cái công cụ biface, công cụ các công cụ opening này, biface này, chọn đây. Thì các bạn khi các bạn ra chuột đây, biface là gì, là đục này. Các bạn xem cái minh họa này. Chưa? Thì các bạn ra chuột vào đối tượng nào ấy thì nó sẽ sáng lên cái mặt phẳng. Ví dụ như đối tượng dầm này, các bạn ra chuột này thì nó đang đục theo cái hướng là gì? Theo cái hướng là đấy, thẳng đứng với đối tượng đó. Còn nếu các bạn ra chuột theo cái hướng này thì nó sẽ theo cái hướng là đâm thẳng vào, đúng không? Đó, thế đây mình theo hướng này. Pick line à, chọn này, pick line này. Và mình sẽ đục cái phần này thừa đi. TR finish. Ok. Rồi. Cái dầm này mình sơ bộ ở đây. Ok. Thì với cái thẩm mỹ kiến trúc ở đây các bạn thấy là khi mà các bạn sơ bộ dầm với cái điểm này này, nó phải đạt được cái độ dày so với các cái điểm khác, nó phải tương đồng. Đúng không? Bên này nó phải phẳng nhau. Thì ở đây dầm 400 đúng không? Thì hoàn toàn trong này giấu trong tường mình có thể tăng cái
cái con sơn ở phía trong này nó phải tăng cái độ dày dầm lên. Thì đây trong này hoàn toàn nằm trong tường mà, mình xóa này nhá. Ok, mình extend nó vào đây, extend vào đây và mình chuyển nó thành dầm 600. 600. Thế thì bây giờ cái điểm này nó phải bằng đây đúng không? Thì các bạn làm cho mình cái động tác này. Động tác gì các bạn nhỉ? Biface đúng không? Các bạn để ý là những cái dầm con sơn của cầu hoặc là những con sơn bao giờ nó cũng đây, nó sẽ kiểu như này. Bao giờ nó cũng gì làm sao? Nó sẽ kiểu 400 này, pin này 400. Nó sẽ vắt ra ngoài như này đúng không? Vắt dần ra ngoài như này. Để về không này. Kiểu kiểu như vậy. Xóa điều này. Từ đó đây. Đó. Thì thường là mình cần cái điểm cái độ dày của mình cần chỗ nào trong này đúng không ạ? Còn ngoài này thì không cần. Đấy, khi đó các bạn kiểm tra lại làm sao để mà nó đạt được cái thẩm mỹ của kiến trúc này. Hoặc cũng có thể là nó vào tận trong này nó phẳng phẳng này. Làm sao để mình cái con sơn của mình nó đạt được cái đúng không? Thì là dầm này, điểm này 40 này, điểm trong cùng thì 60 và leo vào trong này. Thì khi đó bạn bố trí thép là các bạn leo vào trong này đúng không? Leo vào trong này thì nó mới khỏe được. Được chưa? Rồi. Tiếp tục ở đây mặt bằng này. Chỗ này các bạn có thể copy cột sang đây. Mình lấy trung điểm. Mình vào mặt bằng tầng 2. Thì chúng ta sẽ có cái hệ dầm 400. Đây, mình vừa sơ bộ này nó như này. Đây. Mình làm một con sơn kéo đây vào đây và làm một con sơn chéo như này để kéo cái điểm xa nhất này vào, bắt điểm này đây. Thì các bạn lưu ý là khi các bạn về mặt bằng, các bạn phải bỏ cái 3D snapping đi, bỏ 3D đi, nếu không bắt điểm nó sẽ bị lệch. Đem này. Đen này. Rồi. Thì đấy là cái phương án sơ bộ cho cái phần con sơn. Về về nhà các bạn thực hành cho mình cái phần này nhé.